Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Tiêu điểm nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, phát sóng vào khung giờ quen thuộc lúc 18 giờ 40 phút mỗi ngày. Thưa quý vị, trong thời điểm giao mùa, rất nhiều nơi xuất hiện nhiều loại côn trùng gây sẩn ngứa, viêm da hoặc nhìn mờ, suy giảm thị lực nếu chẳng may bị bay vào mắt. Những vết côn trùng đốt không hề dễ xử lý, thậm chí còn có thể đe dọa đến tính mạng nếu nạn nhân không được cấp cứu kịp thời. Đặc biệt, nếu nạn nhân là trẻ nhỏ thì dễ dẫn đến sốc phản vệ, nghiêm trọng hơn gây tử vong cho trẻ. Để hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của côn trùng đốt, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Tiêu điểm nóng hôm nay. Hiện nay, thời tiết ở nước ta đang bước vào mùa mưa, nhiệt độ ban ngày lại cao là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại côn trùng sinh sôi phát triển như rết, bọ cạp, ruồi, muỗi, ong, kiến. Nhiều trong số đó là những vật trung gian truyền nhiều loại dịch bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết. Đa phần mọi người khi bị côn trùng cắn hoặc đốt chỉ gặp phản ứng nhẹ như đau, ngứa, tấy đỏ, sưng tại chỗ, có thể tự khỏi trong vòng một vài ngày. Tuy nhiên, một số người nhạy cảm với nọc độc của côn trùng, đặc biệt là trẻ nhỏ, rất có thể bị dị ứng, dẫn đến phù nề, phát ban toàn thân. Tại vết đốt, nếu không vệ sinh sạch sẽ, có thể gây nhiễm trùng. Trong trường hợp này, nếu không được điều trị đúng cách, kịp thời, dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng huyết, viêm phổi, tổn thương gan, thậm chí gây tử vong, ảnh hưởng đến tính mạng. Mới đây, vào ngày 14 tháng 6, một bé gái ở Tuyên Quang bị sốc phản vệ sau 5 phút bị kiến xoang đốt, đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hoặc trường hợp của một bé gái 13 tháng tuổi ở Thanh Hóa bị teo não, nhiễm trùng máu vì côn trùng đốt ở vành tai xảy ra vào tháng 11 năm 2017, cũng để lại sự đau lòng cho các bậc phụ huynh. Dù các biến chứng nguy hiểm đã xuất hiện ở nhiều trường hợp trẻ bị côn trùng đốt, nhưng nhiều gia đình vẫn còn chủ quan, nhất là khi thời tiết đang ẩm ướt là điều kiện để côn trùng, virus phát triển mạnh nhất. Cái sốc phản vệ nó là một cụm từ chỉ đến cái tình trạng cơ thể phản ứng lại với một vật lạ từ bên ngoài đưa vào. Thì cái vật lạ đó nó có thể có nhiều nguyên nhân lắm, ví dụ từ thuốc, từ thức ăn, từ những cái hóa chất, hoặc là ngay từ những cái vết mà côn trùng cắn, từ những cái nọc độc của côn trùng. Thì cái sốc phản vệ nó có chia ra nhiệm độ về mặt lâm sàng, nhẹ, trung bình hoặc là nặng, rất nặng. Nhưng mà vô hình chung cái sốc phản vệ nó là biểu hiện một cái cơ thể nó sẽ đáp ứng rất là nhiều về mặt lý thuyết, về mặt lâm sàng của đứa bé. Và nếu chúng ta không để ý kỹ thì nó gây ra tử vong. Các bác sĩ cho biết, khi bị các loại côn trùng cắn, phản ứng tự nhiên của cơ thể là tình trạng ngứa ngáy dữ dội ở nơi bị cắn, nổi hồng ban và sưng phù, nổi mụn nước, các nốt dạng hạch lympho. Thông thường các vị trí tổn thương trên sẽ giảm dần và khỏi sau một ngày. Tuy nhiên, một số côn trùng có nọc độc nguy hiểm như ong, kiến, nhện sẽ gây ra sốc phản vệ cho người bị cắn và có thể dẫn đến tử vong nếu không được xử trí và cấp cứu kịp thời. Đặc biệt, có những loại côn trùng mang virus Rickettsia khi đốt sẽ rất nguy hiểm, gây nên tình trạng nhiễm trùng máu. Một số triệu chứng của trẻ có thể xảy ra khi bị côn trùng đốt là tác động lên huyết áp, làm tụt huyết áp, tác động lên hô hấp, làm co thắt phế quản, suy hô hấp. Những biến chứng nguy hiểm nếu không được xử trí một cách kịp thời thì nhiều khả năng có thể dẫn đến tình trạng nhiễm trùng máu, xuất huyết não, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tương lai của đứa trẻ sau này. Khi nó đã cắn rồi thì cái nọc độc nó đã đi vào cơ thể rồi. Thì lúc đó chỉ là mình không phải xử lý mà mình phải theo dõi. Thì cái đầu tiên khuyên là giả sử như nếu có ong cắn, thí dụ ong vậy nhất, thì làm ơn đừng có đập nó. Thì khi bạn đập chết nó vậy nè, thì cái kim nó vẫn còn cắm bên trong. Cái mà người dân nên làm nhất là gì? Khi xử trí là rửa sạch cái vết cắn bằng nước lạnh, nước sạch hoặc xà bông. Nhưng mà nhớ khuyên là đừng có đắp cái thuốc gì theo kinh nghiệm dân gian. Tại vì cái đó phải để cho người bác sĩ, người chuyên môn họ quyết định. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, các bậc phụ huynh không nên lạm dụng các phương pháp dân gian để trị côn trùng đốt vì chưa có bằng chứng khoa học nào để chứng minh có thể áp dụng. Đồng thời khi sử dụng các loại thuốc diệt côn trùng, diệt muỗi, phụ huynh cần hết sức cẩn trọng, nhất là sử dụng trên đối tượng là trẻ em. Trong các thuốc phòng chống côn trùng đều có thành phần chủ yếu là DES, có tác dụng gây ức chế các dẫn chất acetylcholine, khiến cho côn trùng không hoạt động được. Và khi ức chế côn trùng như thế, thì bản thân đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng nếu nồng độ cao, nhất là trẻ dưới 6 tháng tuổi. Do đó, cha mẹ phải kiểm tra trước khi sử dụng thuốc và dùng thuốc dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ. Không nên lạm dụng thuốc, nhất là khi trẻ đang có vết thương hở hoặc trầy xước. Đôi khi người dân mình nghĩ rằng kiến, con ong hoặc là con rắn cắn thì mới sợ, đúng không? Những con khác cắn thì thật ra chắc chả không sao đâu. Nhưng mà nên theo dõi cái tình trạng của đứa bé trong vòng ít nhất 30 phút đầu. Bởi vì sốc phản vệ nó là một cái sốc phản ứng khá là nhanh.
từ 30 đến 1 tiếng là nó đã xảy ra rồi. Nên phải xem cái lúc đó bé tự nhiên nó có buồn nôn, nó có khó thở, nó có coi như tay chân vã mồ hôi hoặc là nó lơ mơ không. Nếu mà theo dẫn tình trạng nó có thì phải tức tốc nhanh chóng đưa bé vào cơ sở y tế. Để phòng tránh bị côn trùng đốt, người dân cần giữ môi trường sống xung quanh sạch sẽ, thông thoáng, tránh tình trạng các ổ nước ứ động sẽ là nơi ẩn náu của ấu trùng côn trùng gây hại. Ở những nơi nhiều cây cỏ, bụi rậm, có thể thực hiện một số biện pháp như dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh khu vực nơi ở, phun xịt thuốc diệt côn trùng ở những nơi tùm rậm rạp cạnh khu dân cư. Với những gia đình có vật nuôi như chó, mèo, cần giữ cho vật nuôi sạch sẽ để hạn chế bọ chét từ vật nuôi gây hại cho trẻ nhỏ trong nhà. Bên cạnh đó, cần kiểm tra quần áo của trẻ trước khi mặc và giường chiếu trước khi cho trẻ nằm. Khi cho con ra ngoài, các bậc phụ huynh nên mặc quần áo dài tay để hạn chế bị côn trùng cắn đốt. Kính thưa quý vị, côn trùng có loại gây độc và không gây độc khi đốt. Hầu hết các trường hợp bị côn trùng đốt chỉ xảy ra những phản ứng nhẹ tại chỗ bị đốt như là sưng nề đỏ, ngứa và đau. Tuy nhiên, bằng mắt thường sẽ khó phân biệt được các loại côn trùng nguy hiểm như thế nào để xử lý. Nếu như không cẩn thận, sẽ dễ làm cho vết thương nhiễm trùng và tổn thương nặng nề hơn. Vì vậy, người dân phải hết sức chú ý, cảnh giác và phải đến các cơ sở y tế ngay khi có những bất thường xảy ra. Đặc biệt, bảo vệ trẻ khi vui chơi, sinh hoạt ở những khu vực có khả năng côn trùng xuất hiện. Đến đây, chuyên mục Tiêu điểm nóng xin được phép khép lại. Quý vị khán giả có thể theo dõi chương trình được phát lại vào lúc 11:45 ngày hôm sau và trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.